Dạ vâng, xin chào cô chú anh chị, mình đã trở lại với kênh nhà đất Dư nha. Đó thì ngày hôm nay em Dư sẽ tiếp tục cập nhật chị thêm một sản phẩm nhà mới nha. Và căn nhà này lô nhì Đinh Đức Thiện luôn. Đó cô chú anh chị mình đi. Đó ra ngoài kia là đó cô chú anh chị thấy cái đường ngoài xe chạy không? Là trục đường Đinh Đức Thiện cô chú anh chị, từ chào anh tránh xuống đây khoảng tầm 700 mét thôi. Đó thì ngày hôm nay em Dư sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị mình căn nhà này nè. Đó thiết kế của nó sẽ có một trệt một lầu nha, với tận là 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh luôn. Có phòng khách, phòng bếp nè, sân trước sân sau rất là rộng nha cô chú anh chị. Và là đường phía trước nhà của mình á, như chú anh chị thấy là đường bê tông 5m nha. Đó sẽ xe ô tô xe lịch di chuyển tới tận cửa luôn. Và căn nhà mình á thì phân khúc nó trên 2 tỷ một xíu thôi. Thì cô chú anh chị tài chính tầm 1 tỷ, 1 tỷ 2 nha, mình xuống có thể mình mua được căn rồi. Đó, còn bao nhiêu em sẽ hỗ trợ cô chú anh chị mình góp luôn. Đó thì giờ mời cô chú anh chị mình tham quan nhà nè. Cuối clip đó thì mình sẽ báo giá cho anh chị mình cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn nha. Đó thì bước vào nhà mình như cô chú anh thấy ha, mặt dựng kiểu máy Thái nha, rất là đẹp luôn. Và tông chủ đạo tông màu trắng nha. Ở đây á, thì tầm bán kính cho cô chú anh chị mình tầm 500m á, mình có chợ nha cô chú anh chị, chợ Trung Thành nè, khu công nghiệp đầy đủ hết cho cô chú anh chị mua gì ở nha, ăn cư lập nghiệp. Đó cho con đi học, con em đi học gần nhà luôn, mình ra ngoài đó là đụng trường luôn nha cô chú anh chị. Bước vào nhà mình á, thì em vừa có trang bị cho cô chú anh chị mình cái cửa là bằng sắt hộp nè. Đó cửa bốn cánh nha, có sơn tinh điện chống sét luôn. Đó rất là tuyệt vời nha. Có hai trụ cột rất là to nha, và như có dán đá cô chú anh chị nhìn rất là sang trọng luôn. Đó và đây thì có cây xanh cho cô chú anh chị nè, đó rất là tươi mát nha. Đó và ở đây đặc biệt á thì em như có làm sẵn mấy che cho cô chú anh chị mình hết giáo nè. Đó về cô chú anh chị mình dọn vào là ở ngay thôi. Ở căn nhà phải nói là rất là tuyệt vời luôn. Đó khung bảo vệ rất là an toàn nha, cô chú anh chị đi đâu xa hay đó cũng không sợ gì luôn. Đó và đây sẽ là khoảng sân trước nè. Ở giờ đây mình thay đậu được nhiều xe máy nha cô chú anh chị. Đó có thể để bàn cái đá đây chịu vậy hay không mát không gió gì đó, hoặc là đám tiệm đãi cũng được ba mâm luôn nha cô chú chị nha, rất là tuyệt vời. Đây thì có giò nước nè cho cô chú chị bạn có thể tiện giữa xe tưới cây nha, rất là tiện lợi luôn. Đó mặt dựng ở đây á thì em như có ốp đá ống kiến hết cho cô chú chị nè, ở cao ráo sạch sẽ nha. Ở trên đó thì có một cái bóng đèn led luôn để trang trí để soi sáng khoảng sân phần sân trước của nhà mình nha. Đó thì giờ mời cô chú chị mình tham quan tiếp nè. Bước vào nhà mình á thì em như có trang bị thêm mấy lớp cửa bảo vệ phía bên trong. Ở cửa nhôm, cửa nhôm Sifa nha cô chú anh chị. Ở nhà mình thì tất cả các hai cửa là cửa nhôm hết. Ở đi chung với kính cường lực luôn. Ở chống va đập cực kỳ tốt nha. Ở đây cô chú anh chị mình có thể làm thêm bộ vèm nè, mình tăng liên tư nha. Và căn nhà mình nó diện tích là ngang 4m2 và dài tới tận 22m nha. Ở nên sẽ có một khoảng không gian phòng khách rất là rộng luôn để cho cô chú anh chị về từ được setup nè. Ở tường á thì em dán lên là 1m5 hết rồi nha. Ở cao ráo sạch sẽ cho mình. Ở trần cũng vậy. Ở giờ cho cô chú anh chị mình một cái trần thạch cao nè. Ở những cái họa tiết màu sắc trang trí nhìn rất là đẹp luôn nha, có đèn lon, đèn led, đèn chùm đầy đủ hết rồi. Đó và về đây của chúng thì để sofa nè, ở đây tivi hay gì đó cực kỳ là phù hợp luôn. Dưới là nó thêm 80 vuông á cô chú anh chị, rất là sạch sẽ luôn, chỉ đâu chùi. Và phía cầu thang này á thì em chỉ có để trống nè cô chú anh chị, mình có thể về để thêm cái tủ âm tường cũng được. Đó mình trang trí thêm nha, hoặc không mình để về mình làm cái kho cũng được, mình để đồ ở đây nó rất tiện lợi luôn. Ở đây á thì em chỉ có chưa sẵn của chú anh chị mình dây điện nè, dây mà chú anh chị mình để ông thần tài hậu địa ở đây, ở rất là phù hợp luôn. Và nhà mình là xây dựng là tường riêng, cột riêng hết. Ở đây sẽ là khoảng không gian công thang lên tầng 1 nè, ở đây có bậc tạm cấp luôn, nó rất là đẹp nha. Và dán đá 3D hết giá và sạch sẽ nha mình nha. Như đây cô chú anh chị mình thấy trang trí chỉ thêm những cái chậu cây hay gì đó để tăng thêm cái độ phong mỹ cho khoảng không gian của nhà mình. Ở đây là không gian thang lên tầng 1 nha. Đó ở đây cũng vậy, em như có làm sẵn cho cô chú chị mình một cái khung nè, ở vậy cô chú anh chị mình thì vậy trang trí thêm dán bức tranh 3D ở đây hay gì đó, ở mình tăng thêm cái độ thẩm mỹ nha. Ở gạch thì ốp từ trên xuống dưới hết rồi, ở sạch sẽ nha. Và giữa nhà thì sẽ bàn giao cho cô chú anh chị mình một cái nhà vệ sinh ở phía giữa nhà nha. Ở đầy đủ thiết bị luôn như là labo nè, rồi sen nè, bồn cầu nè, và trong đó em như ốp gạch cao ráo và sạch sẽ nha. Và căn nhà này á là đang trong quá trình hoàn thiện nha cô chú anh chị. Ở đây á thì em như đang lắp cái thêm cái kệ tủ âm tường cho cô chú anh chị mình á, tủ bếp trên tủ bếp dưới á, đó rất là tuyệt vời luôn. Và lắp thêm bồn rửa chén ở đâu cho cô chú anh chị luôn nha. Đó mặt bếp thì em vừa có đáng đá hoa cương nè, sạch sẽ hết rồi nha, dễ đâu chùi luôn. Ở đây thì có một cái cửa sổ nè, rất là mát nha, mình sáng nó gió vào ở cho chị em mình nấu nướng gì đó, có cửa sổ lưu thông khí rất là tuyệt vời luôn. Trần cũng vậy, cũng giật cho cô chú anh chị mình một cái trần thạch cao nè, có màu sắc trang trí rất là đẹp nha, đặc biệt có cái quạt rất là mát luôn. Và đặc biệt căn nhà mình á thì có sân trước và sân sau luôn. Sân sau thì phải nói là rất là rộng nha cô chú anh chị. Ở gì đây mình có thể làm những cái tiệc nhỏ dưới đây, hoặc là mình có thể trồng cây nè. Đó chừa sẵn cho chị một cái nhà tiểu cảnh nè, trồng cây nuôi thú cưng nó tuyệt vời luôn. Đó ấp là sạch sẽ hết rồi nha, dưới nền thì ấp là trong chân trượt luôn cho cô chú chị đi vào ra vào rất an toàn.
Đó vậy đây thêm mấy trang nữa, chị mua trang nắng ha. Đó rất là tuyệt vời. Đó thì giờ mời cô chú anh chị mình lên tham quan là tổng thể cái tầng trệt mình một lần nữa nè. Đó cô chú anh chị mình đi. Thiết kế rất là rộng rãi nha cô chú anh chị. Bước vô căn nhà này thấy nó là rất là thoáng luôn. Và căn nhà này á thì cô chú anh chị mình tài chính tầm 1 tỷ nha, mình xuống mình có thể chốt được căn này rồi. Đó còn nhiều em như sẽ hỗ trợ cô chú anh chị mình góp luôn. Đó thì giờ mời cô chú anh chị mình tiếp tục lên lầu trên nè. Và đây sẽ là khoảng không gian cầu thang mình đi lên tầng 1 nha cô chú anh chị, phải nói là rất là rộng luôn. Và đây cô chú anh chị thấy đó, có một cái đèn trang trí luôn soi sáng khoảng không gian cầu thang của nhà mình. Và đây em Dương có sàm thẳng cho cô chú thì mình cái khung tranh nè. Đó cô chú nhìn đi, đó rất là thẩm mỹ luôn nha. Về đây cô chú nhìn thấy dán như bức tranh 3D ở đây. Đó vì ở vị trí này rất là phù hợp luôn. Đó, khoảng không gian công thang nè, đi vẫn rất là rộng rãi nha, tại vì mình ngồi cam xe nè, đi chung rất lực 12 đi luôn. Và trên tầng 1 mình á thì sẽ có hai phòng ngủ nha, phòng 1 nhà vệ sinh. Đó giờ mời cô chú chị mình tham quan phòng ngủ thứ nhất là. Đó, cô chú nhìn đi, rất là rộng nha. Và căn phòng này á thì có cửa sổ nha anh chị, rất là thoáng luôn, mình sẽ lấy gió vào. Đó, xong không gian này rộng rãi rồi, để giường tủ quần áo rất là tuyệt vời luôn. Trần thì giật cho cô chú thì mình đi, trần thạch cao nè, thì chung có hệ thống đèn full led luôn, nó có những cái họa tiết rất đẹp luôn nha. Đó và nhà mình á là đi tới cả hai cửa là cứ như đó anh chị, nhưng sofa nè đi chung với kính cường lực 12 luôn. Giữa nhà thì sẽ bàn giao cho cô chú chị mình có nhà vệ sinh nè, ở đầy đủ thiết bị luôn nha. Ở như là labo nè, rồi xe bồn cầu và như ốp gạch lên tới nóc cho mình luôn, rất là sạch sẽ nha. Đó hành lang thì đi thì rất là rộng rãi nè, rất là êm chân luôn. Đó và đây sẽ là căn phòng ngủ thứ hai nè, ở trên tầng 1 nha cô chú anh chị, cũng rất là rộng luôn, để cho cô chú anh chị để giường tủ quần áo, trần cũng vậy, trần thạch cao, đi chung với hệ thống đèn full led luôn. Đó cũng là cửa lên đi có nhôm sifa đi kính cô chung với kính cường lực luôn. Và có một khoảng không gian phòng thờ rất là rộng luôn. Đó phòng thờ để đây vị trí này có cửa sổ luôn nha. Đó mình để sáng gió vào, về mình thay làm thêm màu vàng đó, vàng điện tư nha, mà kèm nó cửa ban công. Và căn nhà này á thì là gần trạm tránh nha, thì từ trục đường nó thiền khoảng tầm 700m thôi. Và căn nhà mình thì cô chú chị tính tầm 1 tỷ đó nha. Đó mình sẽ sở hữu căn nhà này. Đó giờ mời cô chú mình xuống dưới đi, em sẽ báo giá chị mình có giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Và cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem hết video của em. Thì cuối video á thì em Dư xin nói lại một số thông tin chi tiết về căn nhà này để cho cô chú anh chị mình nắm luôn. Và căn nhà mình diện tích là ngang 4m2 và dài tới tận 22m nha. Thì thiết kế của nó sẽ có là 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh, với diện tích cực kỳ rộng luôn, có sân trước sân sau nè, phòng khách phòng bếp. Cô chú anh chị mình đi, thiết kế nhìn rất là thoáng nha. Ở vô căn nhà này phải nói là rất là mát luôn. Và căn nhà này á thì có mức giá tổng luôn á là 2.650 thôi nha, sổ không riêng luôn. Block xây dựng ở đây em Dư xây dựng cho cô chú anh chị mình là đất full thổ cư 100%. Và tài chính của chú anh chị mình tầm 1 tỷ đến 1 tỷ 2 nha, mình xuống có thể mua được căn rồi. Đó còn bao nhiêu em Dư sẽ hỗ trợ của chú anh chị mình góp luôn. Và căn nhà này em Dư xét lại đúng giá 2.650. Đó rất là tuyệt vời luôn, một căn nhà nó là rất là rẻ mà lô nhìn đinh nước thiện luôn. Từ chợ tránh vô đây khoảng tầm 700m thôi. Và căn nhà này á thì ở đây á thì tầm bán kính 500m thôi, thì cô chú anh chị mình có chợ nè, trường học các cấp đầy đủ luôn. Đó tiện ích xung quanh mình rất là nhiều. Đó trường học nè, cấp 1, cấp 2, cấp 3, điện máy xanh, bách hóa xanh luôn. Đó thích hợp cho con chú chị mua về ở nha, an cư lập nghiệp. Và căn nhà này thì em Dư sẽ nhắc lại đúng giá 2.650. Đó thì phía dưới màn hình á, em Dư có để lại số điện thoại của em á, thì cô chú anh chị mình thấy căn nhà này phù hợp với mình á thì cứ nhắc máy alo cho em Dư. Em Dư sẽ hỗ trợ cô chú anh chị mình xuống xem căn nhà này và để có cơ hội được sở hữu căn nhà này vào một cái mức giá cực kỳ rẻ luôn. Đó thì cuối video á thì em Dư xin chúc cô chú anh chị mình có thật là nhiều sức khỏe nè và thành công trong công việc, và hẹn cô chú anh chị mình ở những video clip nhà mới tiếp theo ạ.